Nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá Some Wisconsin Hoa Kỳ tại Việt Nam của chính phủ Mỹ, chương trình Gala Dinner Some Wisconsin Hoa Kỳ năng lượng mới, sau khi diễn ra thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, đã tiếp tục được Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh cùng Hội đồng Nhân Some bang Wisconsin Hoa Kỳ đồng tổ chức tại thành phố Bến Tre. Cùng với việc tham gia triển lãm các sản phẩm Some Wisconsin Hoa Kỳ, khách mời còn được thưởng thức nhiều món ăn và đồ uống Việt Nam kết hợp hoàn hảo cùng với Some Wisconsin Hoa Kỳ. Some Wisconsin Hoa Kỳ có tác dụng tăng sức đề kháng, chống stress, hạ đường huyết, tăng cường sinh lực và đặc biệt không làm tăng huyết áp như các loại sâm châu Á. Được trồng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA, Cơ quan Bảo vệ Môi trường EPA. Công ty Cổ phần Đầu tư Thảo Dược Xanh là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm sâm Wisconsin Hoa Kỳ tại Việt Nam như sâm nguyên củ, sâm cắt lát, cao sâm, viên sâm, trà sâm với hệ thống phân phối phủ rộng khắp cả nước.